Chúng ta học bài 18 nhé. Unit 18. Page 52. Unit 18. What's your phone number? Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Wow, you have a mobile phone. Yes, I do. B. It's very nice. Yes, it is. C. It's a birthday present from my father. That's great. D. What's your phone number? It's 0912-158-657. Chúng ta cùng xem từng phần nhé. Wow, you have a mobile phone. Yes, I do. Wow có nghĩa là ồ hoặc là à nhé. Mobile phone, có thể đọc là mobile phone cũng được. Phone là điện thoại, mobile là di động. Mobile phone, điện thoại di động. Bạn có một cái điện thoại di động? Dạ đúng rồi. It's very nice. Nó rất là đẹp. Yes, it is. Ừ đúng rồi. It's a birthday present from my father. Đó là món quà sinh nhật từ ba của tôi đó. Present là quà nhé. Birthday present là quà sinh nhật. From là từ ba của tôi. Có nghĩa là đó là quà sinh nhật mà ba tôi tặng. That's great. Great là tuyệt. That's great. Thật là tuyệt. What's your phone number? Number là số và phone number là số điện thoại. What's your phone number? Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? It's 0912-158-657. Đó là số 0912-158-657. Trong bài này các em sẽ có một cấu trúc để học thuộc nhé. Đó là cấu trúc để hỏi và trả lời về số điện thoại. What's your phone number? Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? What's her phone number? Số điện thoại của cô ấy là bao nhiêu? What's his phone number? Số điện thoại của cậu ấy là bao nhiêu? Hoặc là chúng ta muốn hỏi số điện thoại của một người thứ ba, một người có tên cụ thể, ví dụ là Linh nhé. What's Linh's phone number? Số điện thoại của Linh là bao nhiêu? Chỗ này là động từ to be, viết tắt của is nha. Còn cái chỗ này là sở hữu nha các bạn. Linh's phone number là số điện thoại của Linh. Được chưa? Vậy thì cho dù là hỏi câu nào thì các em cũng có thể trả lời chung bằng cách này nhé. Is cộng với số điện thoại. Cách đọc số điện thoại thì các em đọc từng số một. Chúng ta đọc như là đọc số đếm vậy đó. Chúng ta đọc câu trả lời này là is 0912-345-678. Thì khi đọc số điện thoại các em đừng đọc một hàng từ đầu đến cuối, mà các em đọc bốn số đầu, xong chúng ta ngắt một chút xíu, chúng ta đọc ba số tiếp theo, ngắt chút xíu và ba số tiếp theo nữa, giống như là chúng ta đọc số điện thoại bằng tiếng Việt vậy đó. Hoặc là cũng có người thì người ta đọc ba số đầu rồi người ta ngắt này, rồi ba số tiếp theo ngắt và bốn số sau cùng. Trong phần 1 các em cũng có một số từ và cụm từ để chúng ta lưu ý. Mobile phone. Mobile phone là điện thoại di động. Phần tiếng Việt thì các em sẽ tự ghi vào đây nhé. Phone number. Phone number là số điện thoại. That's great. That's great. À, thật tuyệt. Câu này để chúng ta nói khi mà mình khen về một cái gì đó đẹp hay là mình thích á. Wow. Wow có nghĩa là ồ hoặc là à, để chúng ta thốt lên về một cái gì đó. Number 2, point and say. Page 52, activity 2. Point and say. What's Lily's phone number? It's 098 207-4511.
A. Lily. 098-207-4511. B. John. 0915-099-995. C. Sally. 0985-343-399. D. Sam. 0912-144-655. Như vậy là vừa xong các em đã được nghe câu mẫu đọc về phần A, đúng không? Câu hỏi của chúng ta là what? Thì các em sau what này các em sẽ điền tên của mỗi một người vào đây nhé. Ví dụ câu A là Lily. What's Lily's phone number? Số điện thoại của Lily là bao nhiêu? Is, thì các em lấy số điện thoại ở trong mỗi bức tranh nè. Các em hoàn thành vào phần này nữa là chúng ta được câu trả lời. Vậy thì nhìn đây chúng ta trả lời là is 0982074511. Như vậy là chúng ta được câu A đúng không? Câu B. John. What's John's phone number? It's 0915-099-995. Câu C. Sally. What's Sally's phone number? It's 0985-343-399. Câu D. Sam. What's Sam's phone number? It's 0912-144-665. Phần 2 chúng ta có một yêu cầu nữa là work in pairs, ask your partner's phone numbers. Là chúng ta hãy thực hành theo cặp, hỏi và trả lời về số điện thoại của bạn mình. Có nghĩa là chúng ta không hỏi số điện thoại của những người trong sách này, mà chúng ta hỏi về số điện thoại của bạn trong lớp mình. Ví dụ như bạn em tên là Mai, đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi là what's your phone number, Mai? Các em có thể thêm tên của bạn ở cuối câu, hoặc chỉ cần là what's your phone number là được rồi. Và bạn Mai sẽ trả lời mình là is cộng với số điện thoại của bạn ấy theo cách mà cô hướng dẫn bên trên nhé. Number 3, listen and tick. Phần này chúng ta sẽ nghe và đánh dấu. What's Tom's phone number? Số điện thoại của Tom là bao nhiêu? Thì các em nhìn xem máy đọc số điện thoại ở bức tranh nào, A hay B hay C, thì chúng ta sẽ đánh dấu vào bức tranh đó nhé. Câu 2 thì hỏi số điện thoại của Mai. Câu 3 hỏi số điện thoại của thầy Lộc, Mr. Lộc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe máy và các em thực hành đánh dấu nhé. Page 53, Activity 3. Listen and tick. 1. What's your phone number, Tom? It's 0999-291-296. Can you say it again? 0999-291-296. Thank you. 2. What's your phone number, Mai? 0998-093-596. 0998-093-596. Thanks, Mai. 3. Do you have Mr. Locke's phone number, Kwan? Just a minute. It's 0990-283-855. 0990-283-855. Right? That's right. Thank you very much.
Number 4, look and write. Hãy nhìn và viết. Phần này chúng ta hãy nhìn tranh và chúng ta viết câu trả lời cho câu hỏi về số điện thoại nhé. Number 1, what's Joe's phone number? Câu này là hỏi số điện thoại của Joe là bao nhiêu, đúng không? Nhìn đây thì chúng ta sẽ trả lời theo câu mẫu là It's 0976-291-196, giống như số điện thoại trong đây. Number 2, what's Anne's phone number? Số điện thoại của Anne là bao nhiêu? Thì nhìn đây, các em đọc được số điện thoại rồi. Chúng ta viết ở đây thì các em viết bằng chữ như thế này nhé. It's 0985-097-099. Number 3, what's Ben's phone number? Số điện thoại của Ben là bao nhiêu? Đây là số của Ben. It's 0912-283-804. Number 5, let's sing. Phần này các em nghe máy nhé. Page 53, activity 5. Let's sing. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? It's 0992345896.